Xin chào mọi người, mình là Tuân Lucas. Hiện tại thì mình đang là một người mẫu tại Hà Nội. Con đường đến với thời trang của mình rất là tình cờ thôi. Ngày xưa thì mình đã rất là đam mê thời trang từ nhỏ, nhưng mà từ cấp 2, cấp 3 thì do là chưa có cơ hội được tiếp xúc với thời trang. Khi mà lên đại học thì mình có cơ hội được tiếp xúc với thời trang nhiều hơn thì mình đã đam mê và thích nó. Khi mà bắt đầu mình làm mẫu được khoảng hơn 1 năm thì bắt đầu là mình quan tâm đến cái phong cách ăn mặc của mình hơn. Nhất là sau khi trở về từ cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2018 thì sau đó thì mình có gặp gỡ được những nhà thiết kế, những stylist cũng như khách hàng, và mình làm việc với lại một số người thì mình càng đặc biệt chú trọng hơn cái vẻ bề ngoài cũng như là cái phong cách ăn mặc của mình. Mình đa dạng phong cách theo từng cái hoàn cảnh, những nơi mình đến. Nhưng đặc biệt chủ yếu với phong cách bình thường của mình thì mình chọn một cái phong cách tối giản và tự do nhất. Theo mình thì để định hình được cái phong cách thời trang thì mình cần tìm cảm hứng từ các trang phục, từ bạn bè xung quanh, từ những show thời trang, từ các tạp chí, để sau đó tìm ra được những bộ trang phục là phù hợp với mình và bộ trang phục là không phù hợp với mình. Khi đi chơi thì mình thường chọn những bộ trang phục thoải mái nhất như quần jean, áo phông để tiện cho việc đi lại và vận động. Khi đi làm thì với tính chất công việc của mình là một người mẫu thì mình luôn chọn những bộ trang phục là phù hợp với concept cũng như nhà thiết kế yêu cầu. Khi đi dự sự kiện thì mình chọn những bộ suit lịch lãm để tôn lên cái vẻ đẹp cũng như nam tính của mình. Khi khoác lên một bộ trang phục thì mình không nhất thiết quan tâm đến thương hiệu của set đồ đấy, và quan trọng nhất đối với mình đó là đặt cái tôi của mình để thể hiện được cái cá nhân, cái phong cách của mình ở trong bộ trang phục đấy. Khi khoác lên một bộ trang phục thì mình có quan tâm một chút đến phụ kiện như mũ, túi xách hoặc một chiếc thắt lưng làm tôn lên cái vẻ đẹp cũng như là bộ trang phục đấy. Thời trang đóng vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của mình, nhất là với công việc là một người mẫu thì nó giúp mình tự tin hơn trong các mối quan hệ. Mình có một lời khuyên cho các bạn trẻ, đó là hãy đa dạng phong cách. Trong quá trình thử thì bạn sẽ tìm ra một phong cách phù hợp. Và bên cạnh đó thì khi bạn khoác lên một bộ trang phục thì bạn cảm thấy tự tin nhất, thoải mái nhất, thì đó chính là phong cách của bạn. Vừa rồi là những chia sẻ về phong cách thời trang của mình, và hy vọng các bạn sẽ sớm tìm được phong cách thời trang của chính mình.